Đèn năng lượng chấm nét xin kính chào quý khách. Chúng tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các dòng đèn năng lượng mặt trời sử dụng cho dân dụng, cho công trình và chiếu sáng đô thị. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách một mẫu đèn pha năng lượng mặt trời rất là sáng, có công suất là 25W. Thì sau đây tôi sẽ mở hộp đèn này ra để mọi người cùng tìm hiểu về chi tiết về cái cách hoạt động của chiếc đèn này. Thì bộ đèn này gồm có một chiếc đèn, một tấm pin năng lượng mặt trời, remote để điều khiển và các cái linh kiện dùng để bắt tấm pin. Thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu sơ lược về cái chiếc đèn này. Thì quý khách cũng thấy là chiếc đèn này có một cái kích thước vô cùng nhỏ gọn và có cái vẻ ngoài cũng rất là đẹp mắt. Thì lớp vỏ của chiếc đèn này được đúc hoàn toàn bằng nhôm rất là chắc chắn và với cái vỏ nhôm này thì nó sẽ có cái chất lượng cũng như là cái độ bền rất là cao, thì quý khách sẽ an tâm khi mà sử dụng lâu dài ở bên ngoài. Ngoài ra thì cái vỏ nhôm này sẽ giúp cho đèn tản được nhiệt tốt hơn, có thể bảo vệ được cho pin và các cái chip led của đèn ở bên trong. Và đây là cái khu vực chứa pin của đèn, thì đèn này cũng có cái khu vực chứa pin cũng rất là lớn. Và đây là các cái chip led, thì đèn nó sẽ chia làm hai cái ô led như thế này. Và xung quanh sẽ được gắn một cái tấm phản quang sẽ giúp cho đèn tỏa được cái ánh sáng ở xung quanh rộng hơn. Và đèn được thiết kế theo chuẩn an toàn quốc tế với chỉ số IP là 66. Thì cái chỉ số này là một cái chỉ số chống thấm nước tiêu chuẩn dành cho các dòng đèn sử dụng ở ngoài trời. Thì với cái chỉ số này thì khi lắp đặt đèn ở bên ngoài, quý khách sẽ không còn phải lo lắng vào những ngày mưa bão thì đèn sẽ không bị thấm nước và sẽ không bị hư hỏng. Và góc bên này của đèn còn có một cái khung số điện tử dùng để thể hiện lượng pin. Tiếp theo đây là tấm pin để sử dụng cho mẫu đèn này. Thì tấm pin nó có cái dây dẫn dài đến 5m sẽ rất là thuận tiện cho quý khách trong việc lắp đặt tấm pin và kết nối với chiếc đèn. Và quý khách hãy lưu ý một điều là khi mình lắp đặt tấm pin thì phải chọn những cái vị trí thông thoáng, tránh bóng râm và đón được cái ánh nắng cả ngày để tấm pin này có thể sạc cho chiếc đèn với cái hiệu suất tốt nhất. Và sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn cái cách hoạt động. Thì quý khách có thể điều khiển chiếc đèn này bằng remote hoặc là để đèn hoạt động tự động nhờ cái chế độ cảm biến ánh sáng. Thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng đèn remote. Thì khi bật on thì đèn nó sẽ mở, off thì đèn sẽ tắt. Và đây quý khách có thể thấy là chiếc đèn này nó có cái ánh sáng rất là cao. Và so với những chiếc đèn có cùng công suất 25W ở trên thị trường thì chiếc đèn này đang là mẫu đèn có cái độ sáng cao nhất. Và cái độ sáng của nó có thể tương đương với những chiếc đèn có cái công suất 40W ở trên thị trường hiện nay. Và đèn nó có hai cái mức sáng, đó chính là 50% và 100%. Thì quý khách có thể điều chỉnh tăng giảm cái độ sáng thông qua cái remote như thế này. Đây là 50%. Và đây là 100%.
Ngoài ra thì trên đèn nó còn có các cái nút hẹn giờ là 3 giờ, 5 giờ và 8 giờ. Thì nếu như quý khách không muốn chiếc đèn này sáng xuyên suốt cả đêm thì quý khách có thể lựa chọn cái chế độ hẹn giờ. Thì sau khi hoạt động hết thời gian thì đèn nó sẽ tắt. Thì đối với chiếc đèn này khi được sạc đầy pin thì nó có thể sáng liên tục từ 12 đến 18 giờ. Và tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cái cách hoạt động tự động nhờ cái chế độ cảm biến ánh sáng của chiếc đèn. Thì để kích hoạt chế độ này chúng ta cần kết nối dây dẫn của tấm pin và chiếc đèn này lại với nhau. Thì khi đã kết nối dây dẫn vào ban đêm thì đèn nó sẽ tự động bật sáng lên. Và ban ngày như thế này thì đèn nó sẽ tắt và tấm pin nó sẽ sạc cho đèn. Thì khi tấm pin nó sạc thì trên đèn nó sẽ có một cái đèn đỏ nhấp nháy và báo hiệu là đèn đang sạc. Và dưới đây là cái khung số điện tử sẽ thể hiện cái lượng pin ở dưới đây. Và bây giờ thì tôi sẽ úp cái tấm pin năng lượng lại. Khi tấm pin không nhận được ánh sáng nữa thì chiếc đèn nó sẽ bật sáng lên. Và ban ngày thì đèn nó cũng sẽ tự động tắt. Chúng tôi vừa giới thiệu đến quý khách một mẫu đèn pha năng lượng mặt trời có công suất 25W với cái độ sáng rất là cao. Thì nếu như quý khách có nhu cầu sử dụng thì hãy truy cập vào website đèn năng lượng.net hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình. Ngoài ra thì chúng tôi vẫn còn rất là nhiều sản phẩm khác chưa giới thiệu đến mọi người. Nếu quý khách có quan tâm thì hãy nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để được nhận thông báo ở các video tiếp theo. Cảm ơn quý khách đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở các video kế tiếp.